Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Các tựa game Pokemon hoặc các game đấu thú khác từ trước đến nay đều sở hữu lối chơi thể lực quen thuộc. Thế nhưng đến với Only Battle do WMG phát triển thì bạn sẽ được chứng kiến các trận thư hùng giữa các quái thú ngay trong thời gian thực. Đến với trò chơi này, game thủ có thể trở thành một huấn luyện viên thực thụ và dẫn thân vào một cuộc phiêu lưu thú vị qua các địa điểm đầy màu sắc. Tất nhiên là không thể thiếu việc chiến đấu cùng với người chơi khác và so kè xem đội hình quái thú của ai mới là mạnh nhất. Các quái thú trong Only Battle được gọi là Unikill, chúng sở hữu những kỹ năng độc đáo và bằng cách kết hợp thì bạn có thể tạo ra chiến lược chiến thắng của riêng bạn. Người chơi có thể chấp nhận lời thách đấu từ những người chơi khác và tham gia vào các trận chiến BB gay cấn, sau đó thể hiện sự thành thạo của bạn trong việc quản lý các Unikill và leo lên vị trí dẫn đầu và xếp hạng huấn luyện viên. Không chỉ có gameplay hấp dẫn, Only Battle còn gây ấn tượng nhờ đồ họa 3D đẹp lung linh khiến bạn khó có thể rời mắt. Game thủ sẽ được khám phá thành phố Only City tuyệt vời và đắm mình trong bầu không khí độc đáo của nó. Có cả một khu vực mở rộng lớn cho bạn khám phá các Unikill mới, kết bạn và cạnh tranh với những huấn luyện viên khác trên đường phố. Hãy chơi Only Battle và trở thành huấn luyện viên giỏi nhất và đi vào lịch sử như một huyền thoại của tựa game đấu thú hấp dẫn này nhé. Cái điểm đặc sắc của game: đồ họa 3D đẹp tuyệt vời, nhiều quái thú để thu thập, chiến đấu thời gian thực mọi lúc mọi nơi, thách đấu với những người chơi khác, khám phá thế giới rộng lớn nhiều điều kỳ thú. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao,